Rồi, kết thúc một ngày đi rừng. Chứng lợi phẩm đây. Một chì lửa, một chì mào núi. Đây, con này con gì không biết. Con giống rễ quạt là biết phải không. Rồi hai con nem màu. Và hai con hoành hoạch thơm. Đó. Với một con gì đây, chim gì đẹp lắm này. Đó, có đậu rồi đây nữa. Chim nào hồi giờ chưa thấy nó đứng được cái mé. Này, nên biết chim gì đây không à? Không biết chim gì mà nhìn đẹp. Tôi vừa nuôi thử nó hót ra sao. 2, 4, 6, 8, 9 con. Và 2. Nhìn quá giật rồi. Phố dưới kết thúc ngày 19. Wow. Rồi, hẹn lại gặp lại cả nhà ở video sau nha. Giờ cũng lo đi vừa chứ chim mà đàn ông hết tắm mình suối rồi. Giờ chiều tầm 4 giờ rồi chim nó hết tắm dùng là cái máy xét pháo này mà nó không chịu đá. Anh em nhớ subscribe kênh để theo dõi nha. Để theo dõi những video. Đưa ra lấy ngay một ảnh. Anh đại diện đỡ làm clip ấy. Chị lửa anh thấy mệt nè. Nó đen mà nó nấp này anh thấy nè. Wow. Em nhớ subscribe kênh nữa theo dõi nha. Bắt đầu tầm tháng nữa là mình bắt đầu đi quay lại đi lấy ông nữa. Mình sẽ quay những gì thú vị ở rừng, núi rồi. Những cảnh suối rồi nè. Đây mình hình. Đây là con suối đó là tới mùa là người ta rắp, người ta kém chim rồi lắm. Ở đây này chưa tới mùa, nước còn nhiều quá. Người ta chưa rắp. Tới mùa đó, đó. Mùa khô á. Mùa hè là người ta đến là người ta rắp. Mấy con sát pháo này nữa. Nó miết mà tiều nó không xuống. Nó không xuống lòng. Nhớ subscribe kênh và yêu thích thì chia sẻ video nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Và hẹn gặp lại video ở video sau. Mùa đã bắt đầu mình đi rừng nhiều rồi. Đi đến tháng 9 âm lịch là bắt đầu hết đi. Do đến tháng 9 đó là vào mùa mưa rồi. Bắt đầu đến qua Tết bắt đầu đi lại. Sắp pháo ở khu này nó hót miếc hình như là nó có tổ nó đâu nè. Thôi, để hôm sau. Giờ nó xinh sáng đây rồi, xuống đây bách. Rồi, thôi mình tạm biệt cả nhà nha. Giờ mình đâu? Gom đồ đi vào.
trời này sắp xuống núi rồi. Cả nhà nhấn đăng ký và nhấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhé.